Lich xuất hiện, D tò mò hỏi con lich này là quái vật như thế nào, nhưng tao nói dối rằng nó chỉ là con quái vật vớ vẩn mà thôi, sau đó nàng ta quyết định dùng một đòn và đẩy bay D ra ngoài. Đương nhiên biết rằng đòn này có thể khiến Lloroide gãy vài cái xương, nhưng dù sao cũng không còn cách nào, vì nếu ở lại D có thể sẽ phải chết. Lúc này lich bắt đầu tấn công, hắn tạo ra vô số mảnh gương hắc ám lao về phía tao, tao hết sức cẩn thận đối phó. Nàng vẫn chẳng hiểu sao nơi hầm ngục cấp thấp này lại có một con lich mạnh mẽ xuất hiện chỉ có mạo hiểm giả hạng A mới có thể đánh bại con quỷ này. Lloyd đang bay ra ngoài, cậu ta thắc mắc không hiểu vì sao mình lại bị đuổi đi. Lloyd còn đang rất hứng thú với những thứ trong hầm ngục, cậu ta mở rộng kết giới bảo vệ bản thân và muốn giảm tốc độ. Lloyd cân nhắc không biết có nên quay lại hay không, hỏi ý kiến của Grimo một chút, không ngờ con quỷ này đã mất tín hiệu rồi. Không phải, là do con quỷ đang bị trọng thương, nói không lên lời, có chuyện gì đó ở nhà đã xảy ra sao. Phía bên này, tao đang bị con quỷ Lich áp đảo, nó vẫn đứng im một chỗ tấn công nàng còn nàng thì vất vả chống đỡ trên người đã bị cắt mấy phát tao phát hoảng khi nghĩ đến việc mình có thể sẽ bị giết chết có lẽ nàng nên chuồn chính là thượng sách nhưng lúc này con quỷ lại bắt đầu lên tiếng nó miệt thị khí công là phiên bản thấp kém hơn của phép thuật hắn đã ăn linh hồn của nhiều mạo hiểm giả ở đây hấp thụ vô số kiến thức thuật thức nhưng thứ khí công này khiến hắn còn chẳng muốn ăn tao điều này làm tao cảm thấy tự ái lên nàng giận dữ muốn chứng minh cho con quỷ rằng nó đã sai khi coi thường khí công tao tấn công liên tục không ngừng nghỉ muốn phá tan kết giới bảo vệ chết tiệt này. Quả nhiên kết giới đã bị phá vỡ từng chút một, sau đó vỡ to, tao đánh bay con quỷ ra phía sau. Nhưng tao cũng vì vậy mà kiệt sức, toàn bộ khí công nàng đã dùng hết, thậm chí nàng còn không thể di chuyển nổi nữa. Không ngờ con quỷ vẫn chưa chết, nó lại tiếp tục miệt thị sự yếu đuối của khí công và bây giờ nó sẽ dùng một ngón tay để tiêu diệt tao. Tao tức giận nhưng không thể làm gì, một cảm giác đầy bất lực, một mảnh gương hắc ám lao xuống, chúng đòn này thì tao coi như kết thúc. Không ngờ đê đã xuất hiện kịp thời, bảo vệ tao trong kết giới của mình gương của tên lich cũng vỡ tan tao ngạc nhiên nhìn đã đẹp trai còn mạnh như vậy sao lờ loi hưng phấn nổi lên gương mặt đầy sự phấn khích quyết định chơi trò chơi với con lich này một chút giây tiếp theo lờ loi đã vọt ra sau con quỷ làm nó giật cả mình nhanh thế loi nạp đầy một bụng khí lich tưởng rằng cậu ta đang dùng ma thuật gió mới đạt được tốc độ nhanh như vậy lờ tạo một kết giới khác cho bản thân lich tạo ra vô số mảnh gương và tấn công sao kết giới của nó kinh vậy Lich không thể nào phá hủy lớp kết giới này được. Lloyd lúc này đang suy nghĩ phương pháp kết hợp khí công và ma thuật, cậu ta hút khí lấp đầy phổi sau đó kết hợp với ma pháp tốc hành, tăng cường tốc độ xoay của khí bên trong, Lich lại tưởng Lloyd muốn bỏ chạy, hắn điên cuồng tấn công. Lloyd lại cảm thấy cái kết giới này quá vương víu, thôi bỏ con mẹ nó đi, Lich lại tưởng hắn đã thành công phá tan kết giới, Lich cười to, ha ha ha, cuối cùng cũng tóm được rồi nhé, đi chết đi, tao phát hoảng nhìn, Robert của nàng sẽ bị giết mất, thực tế hoàn toàn không phải như vậy lờ loi đê lao vút đi dễ dàng tránh né những miếng gương sắc bén đối với lờ loi đê không gian lúc này di chuyển quá chậm thì ra lờ loi đê đã phá kết giới để hít được nhiều khí hơn lờ loi đê đã thành công trộn lẫn khí và ma lực làm một thể tạo ra một quả cầu hỗn hợp đang xoay cực nhanh sau đó cậu phản công lập tức phá hủy toàn bộ đòn tấn công của lich lich và tao cũng hết hồn chưa dừng lại ở đó lờ loi đê tạo ra những quả cầu mỏng hơn và sắc bén hơn liên tục tấn công con quỷ lich khiến nó phải hết sức kiên cường chống trả Quỷ Lich không tin nổi vào mắt mình, ném đòn tấn công mà không hề niệm chú, lại còn quá là nhanh, chẳng nhẽ đây là sức mạnh của khí công sao? Thậm chí hắn còn bị thương, Lich bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không có lý nào khí công lại mạnh hơn ma thuật được, tao bên dưới nhìn mà cũng hồi hộp mím cả môi lại. Lờ khuôn mặt phấn khích nhìn thật kinh dị, cậu ta ném ra quả cầu sau cùng siêu mỏng, siêu sắc bén, cắt đôi quả cầu bảo vệ của Lich, thậm chí còn cắt đôi hắn ra. Lờ đã chiến thắng hoàn toàn, ánh mắt tao long lanh ngắm nhìn người mình yêu đang tỏa sáng lấp lánh, cả hai mở dương ra, mẹ kiếp, chỉ là một con dao cùn. Nhưng lờ loi đê lại ngỏ ý muốn giữ con dao này, tao liền đồng ý, sau đó cái dương từ từ thụt xuống đất, theo lời của tao, sau khi hầm ngục bị clear thì mọi thứ sẽ bị mặt đất chôn vùi. Nhưng lờ loi đê tóm chặt cái dương không cho nó chạy đi, cậu đã hiểu ra, dường như cái dương này chính là lõi của hầm ngục. Không ngờ lờ loi đê đã tóm được cái dương, nhưng tao hốt hoảng bảo cả hai phải chạy ra ngoài nhanh nếu không hầm ngục này sẽ sập xuống. Quả nhiên sau khi cả hai ra ngoài thì hầm ngục đã biến thành một bãi đất trống, lờ loi đê trầm trồ cậu lại có thêm một chút kiến thức về hầm ngục rồi tao lúc này lại thắc mắc không biết vì sao một pháp sư giỏi như lờ loi đê lại dùng khí công để chiến đấu tao còn nghĩ rằng chắc là do tao bị thằng quỷ kia chế giễu nên lờ loi đê mới làm vậy để binh vực nàng nhưng trái lại lờ loi đê chỉ đơn giản vì cảm thấy khí công rất thú vị mà thôi biết ngay mà lờ loi đê bất ngờ nhớ ra mình cần phải trở về tao nói rằng tuyệt chiêu cuối mà lờ loi đê sử dụng chính là tuyệt kỹ mà ngay cả nàng cũng không làm được tao hứa sẽ luyện tập thật nhiều để có thể sánh vai cùng với lờ loi đê sau đó lờ loi đê phóng vút đi nhưng tao quên bánh đi mất chưa xin phương thức liên lạc rồi lờ loi đê trở về cung điện và phát hiện ra thế thân grimo đang nằm bẹp trên mặt đất cái đầu cậu ta đã bị đánh thành đầu heo thì ra do kiếm thuật xa sút nên đã bị sinh pha trừng phạt nghiêm khắc lúc này lờ loi đê chỉ có thể vuốt lưng an ủi trong khi thằng đệ này đang tức tưởi khóc toáng lên ăn vạ grimo nhìn vào con dao cùn này và không hiểu chỉ vì con dao cùn này mà về muộn sao nhưng lờ loi đê lại đem con dao đi sơ chế nhúng nó trong nước sau đó cậu ta cạo ra một câu thần chú được khảm lên nó có vẻ như đây là câu thần chú ban phát sức mạnh cậu ta lại bỏ nó vào trong một ống nghiệm lắc nó lên chiết ra được một bình dịch tủy phép thuật phải biết rằng dịch tủy phép thuật này rất đắt đỏ và khảm lên vũ khí cũng rất khó nếu bất cẩn sẽ làm hỏng vũ khí và mất dịch tủy phép thuật ngay thế là lờ loi đê quyết định sẽ tự mình phân tích và tự chế ra dịch tủy phép thuật cậu ta dùng ma thuật để tăng độ tinh khiết của nước đến mức có thể tìm thấy những nguyên liệu thô trong đó. Cuối cùng cũng thành công, mọi nguyên liệu đều hiện ra trước mắt, đó là dầu, bạc và lõi của quái thú, may thay lờ loi đê đã mang về lõi của cả hầm ngục, chính là cái dương kia. Lờ loi đê liền chạy đi xin tiền tiêu vặt phụ vương của mình, được một bọc bạc to, vua cha hỏi cậu không lấy vàng sao. Đương nhiên không cần, ông vua lại tưởng rằng thằng con này của mình thật là tiết kiệm. Sau đó hai thằng chui vào mật thất và bắt đầu nấu chảy bạc ra. Còn dầu thì cậu sẽ nhờ xin pha, với điều kiện phải chiến thắng một đòn mới được, cả hai vẫn chiến đấu ngoan cường lloyd vẫn dở thủ đoạn dùng ma thuật của mình ra để khiến xin pha bất ngờ nhưng mà vẫn thua xin pha cho cậu một bình dầu to dù thua nhưng đã khiến xin pha rất vui nên không cần phải thắng mà vẫn có dầu grimo bên ngoài nhìn mà phát run, không hiểu đây là cái thể loại hầu gái kiểu gì nữa ngay cả chủ nhân của hắn cũng không thể chiến thắng còn xin pha lại tin rằng sau này hoàng tử nhất định sẽ mạnh hơn cả kiếm thánh lloyd lấy được dầu thì lao thẳng xuống căn hầm hai thằng hí hửng pha chế sau đó lại đi tìm đệ nhị hoàng tử và xin anh ta một lô vũ khí. Albeck lập tức đồng ý và hỏi đám tùy tùng có thằng nào muốn được cường hóa kiếm không. cả đám đành giao hết vũ khí ra nhưng xem vẻ mặt thì có vẻ lưu luyến không chịu được vì dù sao kiếm cũng mới nhận và lại cường hóa dễ làm vũ khí bị hỏng không thể phục hồi. Grimo nhìn biểu cảm này của đám lính liền cảm thấy tức giận rõ ràng chúng đang coi thường chủ nhân của hắn. xong việc, Loloide bắt đầu điên cuồng khảm ma thuật cường hóa lên vũ khí. nhìn mặt cậu ta đáng sợ quá, khảm tăng ba lần sức mạnh cộng thêm cả thuộc tính đàn hồi, Rimo sợ hãi nhìn, trình khảm ma thuật này cũng quá là bá đạo rồi, nhưng chỉ một giọt dầu rơi xuống không đúng chỗ, liền làm cả thanh kiếm nát bét ngay, đúng là bất cẩn thật, cây tiếp theo cũng bị hư hại, dường như chúng không chịu nổi ma thuật mà lờ loi đê khắc vào. Dịch tủy ma thuật đã dần vơi đi, vũ khí cũng ít dần lại. Đến chiều tối, cuối cùng lờ loi đê cũng thành công, 120 cây kiếm thì có 50 cây đã thành công, đây là một tỷ lệ cao kinh người, khiến Anbeck cũng há mùng kinh ngạc. Sinh pha lúc này mới biết, Hóa ra hoàng tử không dùng dầu ăn để nấu ăn, còn Anbeck vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhìn thanh kiếm lấp lánh mà trong lòng cảm thán, phải biết rằng dù là pháp sư cường hóa chuyên nghiệp cũng chỉ có 10% tỷ lệ thành công mà thôi. Mấy thằng lính cầm kiếm lên còn không tin, nói rằng đê chỉ nói phép mà thôi, nhưng khi vừa đút kiếm vào vỏ, thì vỏ kiếm đã đứt làm hai rơi xuống mặt đất. Còn thanh kiếm của Anbeck thì được cường hóa mạnh đến nỗi tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. đê muốn thấy Anbeck dùng nó trong thực chiến, thế là Anbeck liền đồng ý hứa sẽ dẫn cậu đi săn quái. Tập sau, ngày hôm sau, đoàn người của hoàng tử đưa Lloyde cùng Sinfa đến một khu rừng. Lloyde còn tưởng rằng đã đến nơi, nhưng Sinfa nói rằng phải đi đến khu vực hồ nước phía trước mới là nơi ma thú sinh sống. Lloyde rất hào hứng muốn xem sự lợi hại mà những thanh kiếm cậu ta đã yểm bùa sẽ như thế nào. Lúc này An Bách thấy liền trêu rằng Sinfa hoàn toàn không rời mắt khỏi Lloyde. Sinfa chỉ cảm ơn cậu ta vì đã cho phép nàng đi cùng lần này. Đối với Lloyde, đây là một dịp khám phá đầy thú vị, đường đường chính chính được ra khỏi hoàng cung. Anbeck không dừng lại mà tiếp tục châm chọc vì cái nhìn của Sinfa dành cho Lloyd hoàn toàn không giống như gia sư nhìn học trò của mình. Lúc này Sinfa nóng lên định rút kiếm ra làm Anbeck cũng hết hồn. Đúng lúc này Anbeck phát hiện có mai phục, lập tức đoàn người náo loạn, vì đám ma thú ăn mặc như sát thủ đang không ngừng lao tới tấn công, thì ra đám này là ma thú cô bồi. Chúng dùng vũ khí bằng kim loại nên khá là nguy hiểm. Anbeck trong xe bình thản uống trà, còn Lloyd đã thừa biết sự xuất hiện của chúng từ lâu nhưng vẫn giả vờ la lên thật đáng sợ, nghe đĩ vãi loạn. Đúng vậy, Lloyd sở hữu một kỹ năng được gọi là do thám, cho phép phát hiện kẻ tới gần từ xa. Đám kỵ sĩ nhanh chóng hạ từng con một, họ dư sức đối phó với đám quái vật này, nhưng một điều làm họ kinh hãi, đó là đủ mé. Thanh kiếm của họ quá sắc bén, đến con ngựa cũng toát cả mồ hôi, kiếm này có thể trực tiếp chém đứt cả khiên thép. Họ vừa đánh vừa ngắm thanh kiếm của mình như một đứa trẻ lần đầu nhận được đồ chơi, Bách cũng đã quan sát thấy, mặt vui như hoa, liền hết lời ca ngợi đứa em giỏi giang của mình xin pha bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc vì chủ nhân của mình được khen ngợi như thế trong khi đó nàng ta cũng vừa hạ xong mấy chục con cô bôi đù mẽ rõ ràng đê chưa yểm kiếm của cô nàng không ngờ lúc này lại có một con quái lao thẳng đến chỗ d albeck đã rút kiếm ra nhưng một em gái đã lao tới tung ra một cú đá cực mạnh đó là tao đê toát mồ hôi gặp người quen rồi xin và albeck ngạc nhiên tao trượt trên lưng ngựa lúc này tao nói rằng cô đã phát hiện ra mùi của anh chàng đẹp trai à quên của ma thú nên đã xông tới lờ loi đê tí nữa thì nhỡ mùng gọi tên tao may mà kịp thời bưng mùng lại tao lại gần và nâng cầm lờ loi đê lên phát hiện ra cậu bé này đang thở theo phương pháp khí công khuôn mặt lại còn gần giống với anh chàng người yêu robot nữa chứ sinh pha đương nhiên cảm thấy không hài lòng nàng cảm ơn tao đã giúp nhưng đừng làm vướng chân bọn họ và cấm không được nói chuyện bố láo với loi sama tao hiền lành liền quay mặt lại và cãi nhau tay đôi với sinh pha khiến Anbeck phải đứng ra can ngăn sau đó họ tới được cái hồ Anbeck giới thiệu mình là hoàng tử của đế quốc làm tao giật cả mình thì ra nãy giờ nàng ta đã quá vô lễ. Và cũng vì anh chàng này quá đẹp trai, nhưng vẫn không phải cảm giác đẹp trai mà Robert mang lại. Tao cứ ngờ ngợ vì sao mấy khuôn mặt này lại có vẻ na ná giống nhau đến thế. Lời loi đê vì đã bị tao nghi ngờ nên quyết định trốn trong lều. Quay mặt lại thì đã úp cả mặt vào ngực của pha Nàng ta đang lột sạch quần áo ra. Sinfa xin lỗi vì mình phải thay quần áo do bộ đồ cũ đã dính quá nhiều máu và lều này sẽ là nơi cả hai ngủ chung tối nay. Đột nhiên tao mở lều ra, dường như cô ngửi thấy mùi của Robert pha liền dùng chân kẹp chặt chủ nhân của mình, tao không thể tin vào mắt mình, cả hai đứa này đang làm trò đổi bại. pha thản nhiên đứng dậy và nói rằng cô chỉ ngửi thấy mùi của một kẻ đần độn mà thôi. Nhân lúc cả hai đang cãi nhau, đê liền chuồn sang phòng ông anh, Anbek nhận ra cái nhìn của pha dành cho chủ nhân của mình chính là cái nhìn mà một người phụ nữ nhìn một người đàn ông. Cậu ta dặn em trai mình hãy cẩn thận với những mối quan hệ với phụ nữ. Tao định rời đi vì cô nhận một nhiệm vụ đó là sửa một ngôi đền trên kia nhưng Albeck vì phát hiện ra tao có năng lực cảm ứng xung quanh nên muốn nhờ cô canh chừng ở đây đến khi bình minh lên. Sinfa đương nhiên phản đối kịch liệt, còn khẽ lườm d một cái cảnh cáo. Đúng lúc này, con ngựa bị một quái thú một nhát giết chết. Đó là một con ma sói nhìn rất hung ác. Con thú này to lớn như một con voi. Đám binh lính bắt đầu bao vây nó. Con sói ngoạm một cú tấn công, may mà chưa giết chết ai. d cảm thán khi nhìn thấy tốc độ này, thể hình to lớn lại sở hữu tốc độ tấn công, đúng là thú vị thật xin pha bảo lờ hãy nấp ra phía sau cô để giữ an toàn trong khi đó lờ đang nhìn về phía ngôi đền cũ kia dường như chuyện này có liên quan đến ngôi đền bên này tao đang hỗ trợ mọi người đánh nhau với con sói nàng tung ra một đòn khí công nhưng ra con sói này quả nhiên cứng cáp gần như nó không hề hấn gì Albeck ra trận chuẩn bị tung ra ma pháp của mình cuồng nộ hỏa cầu thanh kiếm phía sau cũng sáng lên những dòng mật chú một ngọn lửa lớn bao trùm và phát nổ trên người con sói một ma pháp cực mạnh con sói có lẽ đã bị nướng chín đám binh lính bắt đầu hoan hô rầm rộ quả nhiên xứng danh đệ nhị hoàng tử an bách chỉ nâng thanh kiếm lên và nói rằng đều nhờ thanh kiếm mà em trai đã yểm ma thuật nên đã khiến đòn đánh của cậu ta mạnh hơn bình thường sau đó cả đám quay lại và khen ngợi lời d làm cậu khá hài lòng quả thật thanh kiếm của ông anh trai nhỉ khá mắc nên khi yểm ma thuật cậu cũng hơi hoang mang may mà thành công Grimo lúc này thông báo cho lời d một tin rằng cái đền kia nếu hắn nhớ không nhầm thì được dùng để phong ấn một ma chưa hết con sói kia đã bắt đầu hồi phục và còn xuất hiện thêm mấy con ma thú nữa khiến cả đám kinh ngạc từ phía sau đám ma thú một tiếng nói vang lên đám con người thảm bại tại sao các người lại dám đả thương thuộc hạ của ta sau đó từ trong miệng của một con ma thú một con quỷ thò đầu ra hắn giới thiệu mình chính là majin pazuzu lần này hắn sẽ giết sạch tất cả coi như cái giá mà đám người này phải trả thế là cả đám ma thú gần chục con lao lên đàn áp đám binh lính albech chém một phát vào mắt nó không ngờ ngay sau đó nó đã hồi phục may mà có tao lao vào yểm trợ cả hai bắt đầu nương tựa vào nhau mà chống trả đám quái. Họ đã phát hiện ra đám ma thú này có khả năng hồi phục tức thời, quá là khó chơi, dường như chúng đã được lai tạo với những giống loài khác, hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của Anbeck, hoặc cũng có thể do ma thuật của tên Majin kia. Lloyd thì thầm hỏi Grimo rằng hắn có quen biết tên Majin kia không, vì dù sao cả hai cũng là Majin. Đáng tiếc Grimo không biết, nhưng Grimo lại đoán rằng ma pháp mà tên Pazuzu này sử dụng chính là thay đổi bản chất để làm đám ma thú tưởng hắn là cha mẹ để hắn thao túng và trực tiếp rót ma thuật hồi phục của mình vào đám ma thú này để chúng trở lên bất bại. Lloyd nghe xong thì hứng lên, muốn Grimo chỉ mình ma pháp thay đổi bản chất. Trong khi đó, Sinfa vẫn đứng im, nàng chỉ bảo vệ duy nhất sa Sama mà thôi, còn người khác thì kệ con mẹ. Pazuzu cười khà khà, cảm thấy loài người thật mỏng manh dễ vỡ, nếu không có vũ khí lợi hại thì chúng đã chôn thây từ lâu. Hắn liếc qua nhìn Lloyd và bảo mẫu của mình, sau đó dè biểu rằng chỉ có đám phế vật rác rưởi mới cần người bảo vệ mà thôi. Thế là thành công làm Sinfa điên lên, Nàng xin phép qua bên này một tí, dù An gào lên rằng cô hãy lùi lại để bảo vệ cho lờ đê nhưng không được nữa rồi, nàng đã cáu. Pazuzu vẫn không dừng lại, tiếp tục châm chọc pha nói quyết định rời đi là một quyết định đúng đắn. Hắn sẽ nhận cô làm thuộc hạ, Sinfa nghe lời này thì đáp trả ngay, nói rằng cái túi mà hắn đang chui vào có mùi như cướt. Và thậm chí hơi thở của con khỉ đang ngồi trong cái túi đó còn thối hơn, khiến loi Sama hít thở cũng khó khăn, vì vậy nàng ta quyết định sẽ giết chết con khỉ này.